Ồ, ngon quá. Nhưng mà bây giờ hết trứng gà rồi. Giờ chắc là mình phải đi mua trứng gà. Thank you.
Sao con lại ngồi đấy hả? Sao con ngồi đấy hả? Chuyện gì? Ôi sao á hả? Ôi anh mình đi mua khoai tây chiên về mà anh mình làm khoai tây chiên mà không ăn à? Để bạn vừa để chiếc tinh cà ở đây em mình xem nào. Anh mình đâu rồi? Khoai tây đang còn 2 cái này. Bình ơi, Bình ơi, có trong đó không? Bình ơi, sao mà nằm với con? Hồi nãy con mới về chiên, con đi mua cái tương mà cô Vi ăn hết rồi, con không về. Ôi, cô Vi ăn hết quen à? Tại vì cô Vi ngồi đây mẹ hỏi này. Cô Vi, con sao mà ăn hết cái tương chiên của An? Hả? Con đói bụng mà, con lại xin lỗi anh đi, lại ôm anh xin lỗi anh đi. Cô Vi xin lỗi anh chưa? Hử? Cô Vi ơi, hay là cô Vi đi ra tìm cái gì để chuộc lỗi với anh đi. Cô Vi đi lấy sữa cho anh mình á hả? À, cô Vi lấy sữa cho con nè. Cô Vi xin lỗi con á. Buồn em chưa? Yeah. Sao làm em cái xin lỗi với em. Rồi ok nha. Rồi anh cái cao anh mình uống đi. Từ lại. Rồi anh mình uống đi con. Uống xong rồi xin lỗi cho em rồi nha. Bi có muốn sữa không? Ừ. Con cũng muốn sữa không? Con cũng muốn sữa nữa. Thế đi ra lấy sữa, mẹ cho lấy sữa uống nhé. Đi nào, đi, mình đi con. Đi, ra lấy sữa cho Bi uống cùng với con nè. Đi. Đây nha, ra đây cho Bi uống sữa với anh Bình nha. Đây, uống xong rồi hai anh em ở nhà chơi nha. Yeah. Anh em chơi với nhau không giận nhau nữa. Yeah. Em mong đi Bà Nội chơi với Sari rồi, mãi chiều mới về cơ. Mình thấy anh mình uống sữa, mình cũng muốn uống này, đợi mẹ tí. Rồi, mình uống đi. Đấy, hai anh em ngủ với nhau nhé. Trưa nay mẹ làm khoai tây chiên lại cho con nhé. Ăn ngon không Bi? Con Bi uống ngon đấy. Tại con Bi đói bụng nên con Bi thấy khoai tây con làm ngon quá, con Bi mới lấy ăn đấy. Tại con làm ngon quá mà. Đi nâng lên. Cô Bi.